Trên thế giới, Campuchia FTA với Trung Quốc và RCEP là động lực tăng trưởng của đất nước hậu Covid-19. Kinh tế Trung Quốc được dự báo sẽ vượt qua Mỹ vào năm 2028. Trung Quốc tăng mức xử phạt hình sự đối với các vi phạm thị trường vốn. Ông Trump ký gói cứu trợ và chi tiêu Covid-19 thành luật ngăn chính phủ đóng cửa. Tại Việt Nam, năm 2020 Việt Nam xuất siêu mức cao nhất trong 5 năm qua Việt Nam đại diện ASEAN nhận đề cử giải thưởng khởi nghiệp toàn cầu 2020 Ách tắt cửa khẩu, các cha Việt tiếp tục gặp khó Cả năm 2020 có gần 135.000 doanh nghiệp thành lập mới Mời quý vị cùng theo dõi bản tin kinh tế FBNC. Thưa quý vị, theo Khmer Times, mới đây thì các quan chức và chuyên gia Campuchia cho biết, Hiệp định Thương mại Tự do Campuchia-Trung Quốc FTA và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP được ký kết gần đây sẽ là động lực chính để khởi động lại tăng trưởng kinh tế của Campuchia trong thời kỳ hậu Covid-19. Campuchia đã ký FTA song phương với Trung Quốc vào ngày 12 tháng 10 và Hiệp định Thương mại RCEP với 14 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương khác vào ngày 15 tháng 11. Người phát ngôn chính phủ Campuchia Phay Shiphan cho biết, hai hiệp ước sẽ góp phần to lớn vào việc thúc đẩy nền kinh tế Campuchia và cải thiện sinh kế của người dân ngay khi chúng có hiệu lực. Ông nói với Tân Hoa Xã trong một cuộc phỏng vấn độc quyền gần đây rằng hai thỏa thuận thể hiện sự thống nhất của Campuchia trong việc hướng tới một cộng đồng có chung vận mệnh. Theo báo cáo mới nhất của Trung tâm Kinh tế và Nghiên cứu Kinh doanh CBR có trụ sở tại Anh, Vị trí của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ hoán đổi cho nhau vào năm 2028, xét theo GDP tính bằng đồng đô la Mỹ, tức sớm hơn 5 năm so với dự báo được đưa ra cách đây một năm. Báo cáo của CBR chỉ ra rằng trong một số thời điểm, chủ đề bao trùm của kinh tế toàn cầu là cuộc cạnh tranh kinh tế quy lực mềm giữa Mỹ và Trung Quốc. Đại dịch Covid-19 và các thiệt hại theo sau đã giúp cho Trung Quốc có lợi thế hơn. Nguyên nhân là do Trung Quốc đã kiểm soát đại dịch tốt hơn hẳn, mang lại hiệu quả khá lớn về kinh tế cho đất nước. Cụ thể, Trung Quốc dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng kinh tế trung bình 5,7% một năm trong giai đoạn từ 2021 đến 2025. Mặc dù Mỹ có khả năng sẽ có một sự phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19 vào năm 2021, nhưng tốc độ tăng trưởng của nước này sẽ chậm lại chỉ còn đó là 1,9% một năm trong cả giai đoạn 2022 đến 2024 và sau đó sẽ là tăng 1,6% mỗi năm. Theo Reuters, các nhà chức trách Trung Quốc mới đây đã buộc đế chế tài chính trực tuyến Ant Group của Alibaba quay về công việc gốc rễ của tập đoàn với tư cách là một nhà cung cấp các dịch vụ tài chính. Động thái này được giới chuyên gia nhận định có thể bóp nghẹt tốc độ tăng trưởng của Ant trong những mảng kinh doanh sinh lời nhất như là cho vay tiêu dùng hay quản lý tài sản. Theo tuyên bố từ Ngân hàng Trung ương Trung Quốc trong tuần vừa qua, thì các quan chức tại cơ quan này đã họp bàn với các lãnh đạo ở Ant và nói về việc chứng chỉnh mảng cho vay, bảo hiểm và dịch vụ quản lý tài chính của công ty. Dù không trực tiếp yêu cầu công ty phải chia tách, nhưng phía đại diện ngân hàng Trung ương nhấn mạnh rằng An cần hiểu sự cần thiết của việc đại tu toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình và họ phải đưa ra lộ trình thời gian thực hiện điều đó sớm nhất có thể. Điều này cho thấy mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự mở rộng đế chế tài chính trực tuyến mà tỷ phú Jack Ma đã gây dựng trong suốt 17 năm qua. Cơ quan hàng không dân dụng Singapore CAS cuối ngày 1 tháng 12 đã thông báo nhà chức trách Singapore và Hồng Kông Trung Quốc đã quyết định hoãn việc thực hiện bong bóng du lịch hàng không sang năm 2021 trong bối cảnh đặc khu hành chính Hồng Kông gia tăng số ca mắc COVID-19. Đến nay, do đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, ông Edward Yeo, người đứng đầu cơ quan thương mại của Hồng Kông, cho biết ông không lạc quan về việc nối lại các cuộc đàm phán về bong bóng du lịch với Singapore. Tuy nhiên, ông vẫn đặt niềm tin vào việc nhanh chóng có vaccine phòng dịch trong một cuộc phỏng vấn với South China Morning Post, thì ông đã nêu bật những khó khăn thách thức mà Hồng Kông phải đối mặt trong suốt 3 năm qua, đồng thời cho biết thêm rằng bóng bóng du lịch sẽ chỉ được thực hiện nếu đại dịch được kiểm soát tốt trở lại. Theo một văn bản sửa đổi đối với luật hình sự được thông qua trong cuộc họp của Khối Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc vừa qua, Cơ quan quản lý chứng khoán Trung Quốc cho biết, mức án tối đa cho hành vi vi phạm thị trường vốn sẽ được tăng lên thành 15 năm tù. Đối với hành vi tiết lộ sai lệch thông tin, mức phạt tối đa cũng sẽ được thay đổi từ 3 năm thành là 10 năm, thay thế cho mức phạt 200.000 dân tệ tương ứng với 30.572 đô la Mỹ trước đó. Trung Quốc cũng sẽ áp dụng hình phạt tù tối đa 10 năm đối với các luật sư và kế toán gian lận trong phát hành chứng khoán và các giao dịch quan trọng khác. Các sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2021. Theo dữ liệu mới nhất từ Cục Thống kê Quốc gia NBS, lợi nhuận của các công ty công nghiệp lớn ở Trung Quốc đã tăng lên 2,4%, hơn 5,7 ngàn tỷ nhân dân tệ so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ tính riêng trong tháng 11, thì lợi nhuận của các công ty công nghiệp lớn ở Trung Quốc đạt 729,32 tỷ nhân dân tệ, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn trong cả giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11, lợi nhuận của 25 trong số 41 lĩnh vực công nghiệp được khảo sát đã tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, ngành sản xuất thiết bị và công nghệ cao giúp lợi nhuận tăng với tốc độ nhanh hơn doanh số bán hàng trong lĩnh vực điện tử và các loại máy móc cũng tăng lên do nhu cầu người tiêu dùng cao. Chuyển sang một thông tin về Nhật Bản, theo South China Morning Post, giữa bối cảnh nhu cầu thị trường nội địa dự kiến ngày càng giảm theo xu hướng dân số già hóa, Thủ tướng Yoshihide Suga đang tìm cách chuyển dịch lĩnh vực nông nghiệp sang hướng tăng cường xuất khẩu. Cụ thể, nước này đã lập kế hoạch hành động để thúc đẩy xuất khẩu nông sản lên 2.000 tỷ yên vào năm 2025 nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu của các sản phẩm như rượu sake và bò wagyu. Theo chiến lược này, thì 27 mặt hàng trong đó có thịt bò, sò so điệp, táo và cá đuôi vàng sẽ được đưa vào danh sách hỗ trợ xuất khẩu. Trước đó, tại một hội nghị xúc tiến xuất khẩu nông sản trung tuần tháng 12, Thủ tướng Siga cho biết chính phủ sẽ hỗ trợ phát triển các khu vực sản xuất đặc biệt, phục vụ nhu cầu của các thị trường xuất khẩu và thiết lập các nhà máy chế biến tuân thủ các quy định của những quốc gia đó. Vào Chủ nhật 27 tháng 12 vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak cho biết việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu Brexit mang đến cho Anh cơ hội làm những điều khác biệt trong lĩnh vực tài chính. Tuy nhiên, ông Rishi Sunak cũng không hề bác bỏ thỏa thuận thương mại hậu Brexit vừa được ký mới đây, mà cho biết Anh sẽ hợp tác với Liên minh châu Âu về cách tiếp cận lĩnh vực tài chính, mặc dù có rất ít chi tiết về vấn đề này trong thỏa thuận thương mại. Từ ngày 1 tháng 1, thì các nhóm dịch vụ tài chính của trụ sở tại Anh sẽ mất quyền tự động tiếp cận thị trường đơn lẻ của EU. Cả hai bên đều cho biết, việc tiếp cận thị trường mới phải được đàm phán bên ngoài hiệp định thương mại trong các giao dịch tương đương cụ thể. Anh và EU đã đạt được một thỏa thuận thương mại vào thứ Năm 24 tháng 12, nhưng Thủ tướng Anh Boris Johnson đã thừa nhận đây là một thỏa thuận không có nhiều điều khoản mà ông mong muốn về lĩnh vực dịch vụ tài chính. Vào ngày 27 tháng 12 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thành luật một gói chi tiêu và cứu trợ kinh tế có tổng trị giá 2.300 tỷ đô la Mỹ trong bối cảnh đại dịch Covid-19 nhằm khôi phục lại chương trình trợ cấp thất nghiệp cho hàng triệu người Mỹ và ngăn chặn việc đóng cửa một phần chính phủ liên bang. Trước đó, thì ông Trump đã không đồng ý ký dự luật này vì cho rằng khoản chi trong gói cứu trợ không đủ để giúp người dân. Gói dự luật khổng lồ này bao gồm 1.400 tỷ đô la Mỹ cho chi tiêu thông thường của chính phủ và gói cứu trợ trị giá 892 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ nền kinh tế trước các tác động của đại dịch Covid-19. Gói cứu trợ nêu trên cũng bao gồm các khoản gia hạn trợ cấp thất nghiệp, đặc biệt khách hàng vào ngày 26 tháng 12. Trước đó, thì ông Trump đã chỉ trích gói cứu trợ chỉ dành 600 đô la Mỹ cho mỗi người là quá ít và yêu cầu phải tăng lên là 2.000 đô la Mỹ, đồng thời giảm số tiền mà Mỹ hỗ trợ cho các quốc gia khác để tập trung vào việc cứu trợ cho chính đất nước của mình. Mới đây, công ty công nghệ và thanh toán toàn cầu hàng đầu thế giới Mastercard đã công bố doanh số bán lẻ tại Mỹ trong kỳ mua sắm dịp lễ năm nay. Giai đoạn từ ngày 11 tháng 11 đến 24 tháng 12 đã tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, doanh số bán hàng thương mại điện tử trong mùa lễ hội năm nay ở Mỹ đã tăng 49% và chiếm tới 19,7% tổng doanh số bán lẻ mùa lễ hội. Báo cáo chỉ ra rằng các lựa chọn mua hàng trực tuyến và nhận hàng tại cửa hàng, những công nghệ không tiếp xúc là những phương thức thương mại quan trọng cho các nhà bán lẻ. Mùa mưa sắm lễ hội năm nay có thể đóng góp lớn cho doanh thu thường niên của nhiều hãng bán lẻ. Tuy nhiên, thì cuộc khủng hoảng sức khỏe do bùng phát của đại dịch Covid-19 đã khiến một số hãng bán lẻ gồm cả Walmart và Target vốn đối diện với hạn chế năng lực ở một số cửa hàng đã sớm tung ra các chương trình khuyến mãi và dịp lễ. Mới đây nhất, huyền thoại tennis Roger Federer cho biết sẽ không góp mặt tại Australian Open 2021. Tàu tốc hành người Thụy Sĩ đã phải bỏ qua giải Grand Slam đầu tiên trong năm do vẫn chưa bình phục chấn thương sau ca phẫu thuật đầu gối phải. Trước đó, thì VR đã không thi đấu một trận chính thức nào kể từ cuối tháng 1 2020 sau khi anh để thua trước Novak Djokovic cũng tại bán kết của Australian Open. Hiện Tây vật xếp hạng thứ 3 thế giới đang tập luyện tại Dubai, UAE để chuẩn bị cho mùa giải mới. Cũng liên quan đến Australia Open 2021, thì cựu số 1 thế giới Andy Murray sẽ nhận vé đặt cách tham dự sau 2 năm chia tay với Grand Slam. Giám đốc điều hành giải, ông Craig Tiley chia sẻ khoảnh khắc chia tay đầy xúc động của cô ấy tại giải năm nay thật đặc biệt. Vượt qua những ca mổ và trở lại thì Andy sẽ là điểm nhấn ở giải đấu sắp tới. Trong thời điểm đỉnh cao của mình, Murray cùng với Roger Ferrer, Rafael Nadal và Novak Djokovic đã tạo nên nhóm Big Four, thống trị làng quần vợt. Dự kiến thì Australia Open sẽ khởi tranh vào ngày 8 tháng 2. Các tay vợt sẽ tới Melbourne trên các chuyến bay khác nhau và sẽ phải thực hiện cách ly 14 ngày. Mời quý vị tiếp tục theo dõi bản tin kinh tế BMC với những thông tin kinh tế trong nước. Thưa quý vị, cục xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương vừa cho biết nhập khẩu chè của Ba Lan trong 8 tháng đầu năm 2020 đạt 27.500 tấn trị giá 81,4 triệu đô la Mỹ, tăng 12% về lượng và tăng 7% về trị giá so với cùng kỳ. Theo đó, thì Việt Nam đã là thị trường cung cấp chè đen lớn thứ 13 cho Ba Lan. Tuy nhiên, nước ta chiếm 1,1% tổng lượng nhập khẩu của nước này. Do đó, thì Ba Lan vẫn là thị trường rất tiềm năng cho mặt hàng chè của Việt Nam, khi nước này là nền kinh tế lớn thứ 6 của EU, có khả năng tiêu thụ chè mạnh, đồng thời Ba Lan cũng là thị trường cung cấp chè chính cho các thị trường trong nội khối EU. Thưa quý vị, theo thông tin từ Tổng cục Thống kê năm 2020, ghi nhận nỗ lực mạnh mẽ của hoạt động xuất nhập khẩu của nước ta trong bối cảnh nền kinh tế trong nước cũng như thế giới chịu tác động tiêu cực của dịch Covid-19 và sự đứt gãy thương mại toàn cầu. Theo đó thì tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2020 ước tính đạt hơn 543 tỷ đô la Mỹ, tăng 51,1% so với năm trước. Trong đó thì kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt hơn 281 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,5%, nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 262 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,6%. cán cơ thương mại hàng hóa năm 2020 ước tính xuất siêu 19,1 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất trong 5 năm liên tiếp xuất siêu kể từ năm 2016. Trang web của giải thưởng khởi nghiệp toàn cầu Global Startup Awards (GSA) vừa công bố danh sách các công ty trên toàn cầu được đề cử cho 7 hạng mục khởi nghiệp 2020. Học viện Sáng tạo Công nghệ trẻ Turkey là đại diện duy nhất Việt Nam được đề cử và đơn vị này sẽ tranh tài với 5 đơn vị khác đến từ Đan Mạch, Hungary, Ukraine, Nam Phi và Italy để giành giải thưởng hạng mục Best Newcomer của giải thưởng khởi nghiệp toàn cầu. GSA năm nay quy tụ những ý tưởng tuyệt vời và những tài năng xuất sắc nhất trong lĩnh vực công nghệ từ 105 quốc gia, chia theo 10 khu vực trên toàn cầu. Theo Brand Finance, một hãng định giá thương hiệu của Anh, Việt Nam đang nổi lên là thiên đường sản xuất mới tại Đông Nam Á. Dự kiến đến hết năm, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 2,5-3%. Trong khi chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy nặng nề, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vẫn đạt mức cao xuất siêu ước tính đạt mức kỷ lục 20 tỷ đô la Mỹ, hay dự trữ ngoại hối tính đến tháng 9 đã đạt 92 tỷ đô la Mỹ, cao hơn 13 tỷ đô la Mỹ so với cuối năm ngoái. Dự kiến đến cuối năm dự trữ ngoại hối có thể lên đến là 100 tỷ đô la Mỹ. Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành chỉ thị số 6 về việc tăng cường công tác quản lý điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đáng Tân Sửu 2021. Bộ Tài chính yêu cầu Cục Quản lý giá chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc bộ, nắm bắt thông tin theo dõi sát diễn biến cung cầu, thị trường giá cả, nhất là đối với một số mặt hàng thiết yếu. Sở Tài chính các địa phương cần phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai chương trình bình ổn thị trường phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương. Trên thực tế, thời gian gần đây, cả tầm nhập khẩu và cả tầm nhập lậu của Trung Quốc ồ ạt vào nước ta ảnh hưởng đến ngành thủy sản trong nước. Mới đây thì Hội nghề cá nước lạnh tỉnh Lào Cai đã có văn bản kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công thương cùng với Tổng cục Hải quan chỉ đạo kiểm soát nhập khẩu cá tầm sống từ Trung Quốc dùng làm thực phẩm để bảo vệ sản xuất trong nước. Theo đó để bảo vệ quyền lợi của người sản xuất và người tiêu dùng Việt tại các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương trên cả nước đã phối hợp với các cơ quan liên quan để tăng cường kiểm soát ngăn chặn nhập khẩu cá tầm Trung Quốc. Còn về tình hình xuất khẩu cá tra, xếp cho biết trong tháng 11, xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc và Hồng Kông Trung Quốc giảm tới 29,3% so với tháng 10. Nguyên nhân là do áp tắc hàng hóa tại các cửa khẩu ở Trung Quốc vì phải chờ cơ quan chức năng nước này lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Hiện nay các doanh nghiệp cho biết chi phí lưu công, phí kiểm hàng đã lên đến từ 2.000 đến 3.000 đô la Mỹ cho một container và tạo ra áp lực rất lớn lên doanh nghiệp Việt Nam và cả nhà nhập khẩu Trung Quốc. Cơ quan thống kê quốc gia vừa cho biết trong năm nay lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước tính đã giảm gần 80% so với năm trước. Đặc biệt du khách quốc tế đến nước ta trong tháng 12 ước tính chỉ đạt 16.300 lượt người, giảm 8,1% so với tháng trước và giảm 99% so với cùng kỳ của năm trước. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này là do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Tuy nhiên, do việc kiểm soát dịch bệnh trong nước tốt nên hoạt động thương mại và dịch vụ tiêu dùng của Việt Nam vẫn đạt mức tăng cao trong những tháng cuối năm hoạt động vận tải trong nước đang dần phục hồi nhưng vận tải ngoài nước và du lịch thì còn gặp nhiều khó khăn. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tình hình chung năm nay cả nước có 134.900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 2,3% so với năm trước. Tuy nhiên, tổng số vốn đăng ký đạt hơn 2,2 triệu tỷ đồng, tăng 29,2%. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong năm nay đạt 16,6 tỷ đồng, tăng 32,3% so với năm 2019. Số doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại trong năm nay cũng đã tăng gần 12%, đạt 44.100 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm nay lên 179.000 doanh nghiệp, tăng trưởng 0,8% so với năm trước. Tính trung bình mỗi tháng có 14.900 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, ngược lại có 101.700 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể trong năm tăng gần 14% so với năm trước. Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, cả nước có hơn 13 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, chiếm hơn 27% lực lượng lao động trong độ tuổi. Hơn 5,2 triệu lượt người được hưởng trợ cấp thất nghiệp, được tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí, với hơn 230.000 người được hỗ trợ học nghề. Dự kiến đến hết năm nay, số người nhận bảo hiểm thất nghiệp là hơn 1 triệu người, với số tiền ước thực hiện chi trả là 16.000 tỷ đồng. Việt Nam có thể tiết kiệm 60 triệu tấn dầu quy đổi từ nay đến năm 2030, tương đương với tổng lượng năng lượng sơ cấp cả nước đã dùng năm 2014, khi thực hiện mục tiêu tiết kiệm từ 8-10% năng lượng để phát triển theo kịch bản bình thường. Con số ấn tượng này được Bộ Công Thương công bố tại lễ phát động cuộc thi sáng tạo logo và slogan về tiết kiệm điện. Lý giải về con số này đại diện vụ tiết kiệm năng lượng Bộ Công Thương, dẫn số liệu của Ngân hàng Thế giới, cho thấy chỉ số cương độ năng lượng cơ sở cấp tính theo giá cơ sở 2015 trong năm 2019 của Việt Nam vào khoảng 5,94, có nghĩa là thấp hơn so với Trung Quốc, tuy nhiên vẫn cao hơn rất nhiều với các nước ASEAN và Ấn Độ. Theo thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam VNR, tới nay thì ngành đường sắt vẫn còn khoảng 80.000 vé trên tuyến Bắc Nam trong dịp Tết Nguyên đán tương sử. Cụ thể, trước Tết còn khoảng 30.000 vé đi từ ga Sài Gòn, Biên Hòa đến các ga từ Nha Trang đến Hà Nội, từ ngày 21 đến ngày 30 tháng Chạp năm canh Tý. Sau Tết còn khoảng 50.000 vé cho các ga từ Hà Nội đến Nha Trang đi ga Biên Hòa, Sài Gòn, trong thời gian từ ngày mùng 1 đến 15 tháng Giêng năm tương sử. Trong khi đó, thì các hãng hàng không thông báo lượng vé giá rẻ cho dịp Tết đã sơ bán hết, chỉ còn giá vé ở mức khoảng 3,8 triệu đồng với Vietjet Air và 7 triệu đồng với Vietnam Airlines và Bamboo Airways. Nguyên nhân vé máy bay giá rẻ sớm hết là do các đại lý canh mua khi mà các hãng hàng không đưa ra các chương trình. Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Lắc, kết quả kiểm tra mới đây cho thấy nhiều dự án điện áp mái trang trại trồng trọt chăn nuôi trên địa bàn được lập nhưng chỉ để bán điện và chưa nuôi con gì hay trồng cây nào. Trong đó thì nhiều dự án trang trại chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng đã bán điện hoặc được thỏa thuận về đầu nối, đủ nối. Thậm chí là có dự án đang xây dựng chưa hoàn thiện vẫn được đổ nối. Tại hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương diễn ra sáng 28 tháng 12, Phó Thủ tướng Chính phủ Đức Đam cho biết phần lớn các tổ chức quốc tế đều ghi nhận sự tiến bộ về điểm số tuyệt đối và cải thiện thứ hạng của Việt Nam. Theo đó, thì thứ hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam đã tăng 20 bậc, đã chú ý năng lực cạnh tranh du lịch tăng 12 bậc, xếp hạng hiệu quả logistics tăng 25 bậc, xếp hạng đổi mới sáng tạo toàn cầu tăng 17 bậc. Mặc dù vậy, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn cho rằng vẫn còn không ít thứ hạng của Việt Nam vẫn còn thấp, hầu như không được cải thiện về thứ bậc đơn cử như là giải quyết phá sản doanh nghiệp, rào cản phi thuế quan, bảo vệ hệ sinh thái bình vững, đăng ký tài sản hay bảo vệ sở hữu về trí tuệ. Tại cuộc họp tổng kết ngành giao thông vận tải mới đây, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải nhận định rằng thành phố Hà Nội đã giảm số vụ ủng tắc kéo dài. Tuy nhiên thực tế vào khung giờ cao điểm nhiều tuyến đường của thủ đô đều rơi vào tình trạng ủng tắc cục bộ, chen chân từng mét khi lượng phương tiện tham gia lưu thông tăng nhanh, trong khi hạ tầng chưa thể đáp ứng. Để kéo giảm ủng tắc, Sở Thông vận tải đã đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội một số giải pháp như xây dựng cầu vượt tại một số nút giao thông quan trọng, thường xuyên tổ chức giao thông hợp lý cho các phương tiện rẽ phải liên tục cấm rẽ trái tại một số nút giao để hạn chế về xung đột giao thông. Một thông tin vui về du lịch mới đây, cùng viên Con Forest thuộc xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa vừa được tổ chức kỷ lục Việt Nam trao bằng chứng nhận hai kỷ lục bao gồm zipline canopy tour, hành trình khám phá thiên nhiên trong rừng bằng zipline lớn như Việt Nam và công viên du lịch thám hiểm trong rừng lớn như Việt Nam. Với hai kỷ lục này, kỳ vọng sau khi dịch bệnh qua đi, tỉnh Khánh Hòa sẽ thu hút thêm nguồn khách du lịch trong và ngoài nước. Trước khi kết thúc bản tin hôm nay, FBNC trân trọng thông báo nhằm kịp thời chia sẻ với những số phần kém may mắn, những mảnh đời khó khăn trên cả nước. Sau tới đây, thì kênh truyền hình FBNC sẽ khởi động chương trình vì xã hội mang tên Điều ước Việt Nam. Chương trình là cầu nối để chúng tôi thực hiện trách nhiệm cộng đồng cũng như là cánh tay núi dài của xã hội và cộng đồng doanh nghiệp để cùng chung tay và giúp đỡ những người yếu thế vượt qua khó khăn sóng gió của cuộc đời để có thể hướng tới ngày mai tươi sáng hơn. Nếu như quý vị biết đến những hoàn cảnh khó khăn mong muốn vươn lên thì hãy liên hệ ngay với FBNC để chúng tôi có cơ hội được giúp đỡ. Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ địa ước Việt Nam a vòng FBNC vn hoặc hotline 096 3938 351. Xin được cảm ơn phản hồi của tất cả quý vị. Và đến đây thì bản tin kinh tế BNC xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị khán giả.